Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 tại tỉnh Quảng Trị và ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Mô hình tưới tiết kiệm nước theo công nghệ Israel giải quyết được tình trạng thiếu nước trong điều kiện khô hạn. Hôm nay, mùng 10 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà tổ chức hội nghị tiếp xúc gặp gỡ giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại tỉnh Quảng Trị thuộc đơn vị bầu cử số 2 thành phố Đông Hà. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà. Tại phường Đông Lương, phường 3, thành phố Đông Hà, cả ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, bà Mai Thị Kim Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn Đông Hà, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, bà Nguyễn Thị Vĩnh An, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn đã tiếp xúc với cử tri cả phường Đông Lương, Đông Lễ, phường 3, phường 4 thành phố Đông Hà. Chương trình hành động do năm ứng cử viên trình bày khẳng định nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực học tập nghiên cứu, tham gia có trách nhiệm trong xây dựng các dự thảo luật trên cơ sở ý nguyện của nhân dân để phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc, tăng cường thực hiện chức năng giám sát gần gũi cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tiếp thu đề đạt sáng kiến của cử tri lên Quốc hội về những vấn đề lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đề xuất góp ý xây dựng các cơ chế chính sách để đưa Quảng Trị phát triển, ra soát nhu cầu lao động, chính sách hỗ trợ vốn cho thanh niên nông thôn, tập trung cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới tư duy, xóa bỏ rào cản, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, chung sức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 16 đề ra, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao trách nhiệm với cử tri. Cử tri cả phường Đông Lương, Đông Lễ, phường 3, phường 4 thành phố Đông Hà đã bày tỏ đồng tình với chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Mong muốn những đại biểu sau khi trúng cử sẽ phát huy vai trò người đại biểu dân cử đại diện cho quyền lợi của cử tri, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và Quảng Trị nói riêng. Cùng hôm nay, năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 gồm ông Hà Sĩ Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Hoàng Nam, Giám đốc Sở Ngoại vụ, bà Hồ Thị Minh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Hồng Hóa, ông Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và bà Hồ Thủy Vinh, chuyên viên Ban Tổ chức huyện ủy Hưởng Hóa, đã có buổi tiếp xúc với cử tri các địa phương của huyện Vĩnh Linh, gồm Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Long, thị trấn Vĩnh Quan, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Quảng Trị. Tại cả buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng thuận và nhất trí cao đối với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14. Điều mà cử tri tâm đắc nhất chính là việc các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 đã đưa vào chương trình hành động của mình các giải pháp sát đúng, mang tính đột phá, sáng tạo nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các địa phương, huy động mọi nguồn nhân lực, vật lực để không ngừng nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân, hỗ trợ tích cực các địa phương phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững và toàn diện. Trong đó ưu tiên tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, mở rộng quan hệ đối nội đối ngoại, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, giữ vững chủ quyền biên giới hải đảo, đảm bảo duy trì và phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo quy định của pháp luật. Cử tri các địa phương đơn vị ở huyện Vĩnh Linh cũng mong muốn trên cương vị của mình, các ứng cử viên cần tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, xây dựng tác phong làm việc gần dân, hiểu dân, xứng đáng với trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc gặp gỡ giữa cử tri huyện Hải Lăng với những người ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 15, bao gồm ông Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Hoàng Thị Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Lăng,
bà Ngô Thị Thanh, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hải Lăng, ông Phạm Ngọc Ánh, huyện ủy viên, chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng, ông Nguyễn Trí Tuân, chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại đơn vị bầu cử số 15 đều khẳng định được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là vinh dự lớn, là cơ hội để mỗi ứng cử viên thực hiện được khát vọng và tâm huyết của mình đối với sự phát triển của quê hương Quảng Trị nói chung và huyện Hải Lăng nói riêng. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, nói lên tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân đối với các vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm. Cử tri xã Hải Ba và Hải Vĩnh mong rằng các ứng cử viên khi trúng cử sẽ bám sát chương trình hành động của mình để thực hiện những việc đã hứa trước nhân dân khi vận động tranh cử. Phản ánh được tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến các cấp chính quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết. Đặt quyền lợi của nhân dân, của đất nước lên trên lợi ích của cá nhân. Cử tri cũng nêu vấn đề, hiện nay tỉnh đang triển khai xây dựng khu kinh tế Đông Nam. Vì vậy, cử tri mong rằng các ứng cử viên cần quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải trong công nghiệp để không làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất sinh hoạt của người dân. Các ý kiến của cử tri xã Hải Dương và Hải Quế mong rằng các ứng cử viên khi trúng cử cần quan tâm hơn đến vùng trũng, nhất là vấn đề nước sạch để sinh hoạt, quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp một số cây cầu trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất và đi lại. Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các cử tri dành cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Về một số kiến nghị cụ thể của cử tri như xây dựng tuyến đường liên xã Xuân Quy Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định vào cuối năm nay và chậm nhất là đầu năm sau sẽ triển khai xây dựng. Những kiến nghị về chế độ chính sách nói chung, về người có công và cách mạng, vấn đề vệ sinh môi trường, đầu tư phát triển vùng cát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính tiếp thu và sẽ giao trách nhiệm cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp phù hợp. Đối với kiến nghị của cử tri xã Hải Dương và Hải Quế trong việc tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các thủ tục hỗ trợ người trồng lúa, thủy lợi phí, Chủ tịch yêu cầu lãnh đạo tỉnh, huyện và các cấp ngành liên quan quan tâm tháo gỡ cho bà con. Mắc ở khâu nào, xử lý ở khâu đó. Đối với kiến nghị quản lý thuốc bảo vệ thực vật, Chủ tịch mong rằng đây là vấn đề rất nghiêm trọng, không chỉ ở tỉnh Quảng Trị mà của cả nước. Vì vậy, sẽ có sự chỉ đạo ngành nông nghiệp tăng cường kiểm tra xử lý. Giải đáp thắc mắc của cử tri về khu kinh tế Đông Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định rằng, hiện nay Quảng Trị đang tích cực gấp rút hoàn thiện các thủ tục cần thiết để cấp chứng nhận đầu tư và triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh rằng, khi khu kinh tế Đông Nam vào hoạt động, các địa phương phải tận dụng lợi thế của mình để phát triển. Chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp và gắn với công tác giải quyết việc làm cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong rằng, bà con cử tri sẽ sản xuất lựa chọn những ứng cử viên có đầy đủ năng lực, trí tuệ, tâm huyết vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22 tháng 5 tới. Tại đơn vị bầu cử số 8, các đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông bà, ông Đỗ Văn Bình, tỉnh ủy viên bí thư tỉnh đoàn, bà Hồ Thị Lê Hà, tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy Hướng Hóa, bà Lê Thị Hương, tỉnh ủy viên phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, ông Nguyễn Minh Tâm, bí thư huyện đoàn Hướng Hóa và ông Hồ Ngọc Tình, ủy viên thường vụ huyện ủy trưởng ban dân vận huyện Hướng Hóa. Tại buổi tiếp xúc, chương trình hành động của các ứng cử viên đều khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến tâm tư của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, đưa tiếng nói nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, tích cực tham gia xây dựng và quyết định những chính sách đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Cử tri hai xã Thanh và Thuần đều bày tỏ đồng tình với chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời mong muốn những đại biểu sau khi được trúng cử sẽ phát huy vai trò người đại biểu dân cử, đại diện cho quyền lợi của cử tri, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và Quảng Trị nói riêng. Tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tại đơn vị bầu cử số 7 gồm ông Trần Đoàn, tỉnh ủy viên thường trực kiêm trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Sơn, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, phó trưởng phòng kinh tế ngân sách Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh,
ông Ngô Xuân Thường, Đảng ủy viên, Thường tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh; ông Trần Đình Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hướng Hóa; ông Lê Bá Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hướng Hóa đã tiếp xúc cử tri xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa. Các ứng cử viên đã trình bày được cử tri xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa về chương trình hành động cụ thể của mình, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc xác định vai trò trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương nhằm kịp thời lắng nghe những phản ánh từ cơ sở. Cử tri xã Tân Liên đồng tình ủng hộ với chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ quan tâm đến các vấn đề bức thiết của địa phương để đề đạt lên các cấp có thẩm quyền như đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, xây dựng đường liên thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới, mở rộng mạng lưới truyền thanh về tận thôn bản, đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Đức Chủng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Đắk Cà Rông. Qua kiểm tra tại xã Húc Nghì, xã Đắk Cà Rông, thị trấn Cơ Rông Cơ Lang, xã Hưởng Hiệp và nghe báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Đắk Cà Rông, cho thấy tuy là địa bàn miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, các bản làng ở cách xa nhau. Nhưng xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thời gian qua, huyện Đắk Cà Rông đã triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân cả cấp nhiệm kỳ 2016-2021 một cách khẩn trương, kịp thời, đúng luật và đúng với thời gian quy định đề ra. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, từ nay cho đến ngày bầu cử, huyện Đắk Cà Rông cần tăng cường sự lãnh đạo của cả cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chú trọng hơn nữa đến công tác chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ chức phổ biến định hướng về thành phần, cơ cấu đại biểu của từng tổ bầu cử để cử tri biết lựa chọn những ứng cử viên có trình độ, năng lực, bầu đúng với yêu cầu đề ra. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cử tri, trang trí khu vực bỏ phiếu, ra quân làm xanh sạch đẹp môi trường khu dân cư, đường thôn, ngõ xóm, để ngày 22 tháng 5 thực sự là ngày hội của toàn dân. Chiều qua, Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân cả cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện đảo Cồn Cỏ. Trong thời gian qua, Ủy ban Bầu cử huyện đảo Cồn Cỏ đã tiến hành niêm yết danh sách ứng cử viên Hội đồng Nhân dân gồm 24 vị, danh sách cử tri gồm 289 người. Công tác chỉ đạo tổ chức bầu cử được cấp ủy chính quyền huyện triển khai tích cực, nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian, đúng luật. Sau khi đi kiểm tra 3 đơn vị bầu cử tại huyện đảo Cồn Cỏ, Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã biểu dương những cố gắng trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp diễn ra của cán bộ, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Bầu cử phải lấy chất lượng ứng cử viên đặt lên hàng đầu, thực hiện chặt chẽ các bước trong công tác bầu cử. Đồng chí cũng đề nghị huyện đảo Cồn Cỏ cần tăng cường kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử, tăng cường nắm tình hình, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử, làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử, vận động bà con cử tri đi bầu đúng và đầy đủ, tạo không khí vui tươi phấn khởi để cuộc bầu cử diễn ra thành công, thật sự là ngày hội của toàn dân. Hôm nay, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ dự án cấp điện 15 thôn bản ở huyện Đắk Cà Rông. Cùng tham gia có đại diện Sở Công Thương, Công ty Điện lực, Ban Quản lý Dự án Điện Nông thôn miền Trung và lãnh đạo huyện Đắk Cà Rông. Dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện nông thôn được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Đắk Cà Rông nhằm mục đích đưa điện lưới về tận các thôn bản vùng sâu vùng xa của huyện Đắk Cà Rông. Dự án được thực hiện ở một số thôn của các xã Hưởng Hiệp, Đắk Cà Rông, Ban Năng, Húc Nghì, A Vào với tổng số tiền là 70 tỷ đồng. Đến thời điểm này, các công trình ở một số địa phương đã được đóng điện để bà con sử dụng và còn 4 thôn chưa thể đầu nối do còn một số vướng mắc đang được tháo gỡ để có thể đóng điện trong thời gian tới. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị thi công nên đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành. Hiện nay đang còn một số vướng mắc, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Cà Rông được mắt chỉ đạo xã Ban Năng phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đồn biên phòng tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân tự nguyện đồng ý cho đơn vị thi công kéo dây và đầu nối thông tuyến để đóng điện kịp thời và sớm nhất cho bà con sử dụng và chậm nhất là cuối tháng 5 phải thông tuyến để đóng điện.
Sáng nay, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình quân dân y kết hợp. Sau 10 năm thực hiện, từ năm 2005 đến nay, chương trình kết hợp quân dân y đã góp phần củng cố y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, biển đảo, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự. Đặc biệt trong đó, dự án kết hợp quân dân y đã đầu tư nâng cao năng lực hoạt động cho 529 trạm y tế xã, 410 trạm y tế thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được củng cố. Tại Quảng Trị, hiện có 12 bệnh xã, phòng khám, trạm y tế quân dân y được đầu tư nâng cấp với nhiều thiết bị y tế khá hiện đại. Hàng năm, Ban quân dân y tỉnh đã tổ chức nhiều đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách và gia đình khó khăn vùng đồng bào dân tộc ở các xã vùng ven biên giới Việt Lào. Công tác phòng chống dịch bệnh được đẩy mạnh thực hiện. Thông qua chương trình kết hợp quân dân y, hệ thống y tế cơ sở vùng biên giới ngày càng được nâng cấp và củng cố, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, chương trình kết hợp quân dân y sẽ hướng tới mục tiêu giúp người dân sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng trọng điểm quốc phòng, an ninh được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng cao và tăng cường khả năng đáp ứng của ngành y tế trong các tình huống khẩn cấp. Để tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh dư luận xã hội của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Thường trực Tỉnh ủy ban hành quy định về quy trình sử dụng đường dây tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh dư luận xã hội. Theo đó, tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh dư luận xã hội của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân có số máy 0888 162 162, địa chỉ email tiếp nhận thông tin a@quangtri.gov.vn. Về thời gian tiếp nhận thông tin là 7 ngày trong một tuần. Đối với các cuộc gọi trực tiếp sẽ được tiếp nhận trong giờ hành chính từ 7 đến 17 giờ. Các cuộc gọi ngoài giờ hành chính sẽ được tiếp nhận thông qua hộp thư thoại và xử lý vào ngày hôm sau. Người cung cấp thông tin phải cung cấp họ tên, địa chỉ, thông tin rõ ràng và sẽ được đảm bảo giữ bí mật về danh tính và địa chỉ. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện thiếu nước cho sản xuất như hiện nay, thì việc tìm các giải pháp canh tác hiệu quả để giúp nông dân ổn định sản xuất là điều hết sức cần thiết. Trong đó, tưới tiết kiệm nước cho cây lạc bằng ống phun theo công nghệ Israel vừa được áp dụng trên địa bàn hai xã Cam Thủy, Cam Hiểu, huyện Cam Lộ, bước đầu giải quyết được tình trạng khô hạn cho vùng sản xuất lạc ở những địa phương này. Những ngày nắng nóng đang diễn ra gay gắt, nhiều diện tích cây trồng có nguy cơ mất mùa, thậm chí chết do thiếu nước tưới, thì những diện tích lạc ở xã Cam Thủy và Cam Hiểu vẫn đang trong thời kỳ sinh trưởng và phát triển xanh tốt nhờ áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước bằng ống phun theo công nghệ Israel. Gia đình ông Võ Văn Đăng ở thôn Tân Trúc, xã Cam Hiểu, huyện Cam Lộ có gần 5-6 lạc tại đây. Mặc dù phải sản xuất trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng nhờ áp dụng mô hình tưới này nên ông rất tin tưởng năng suất, sản lượng lạc năm nay sẽ đạt cao hơn mọi năm. Nếu như tình hình nắng hạn như thế này mà năm nay là không có cái mô hình này thì coi như lạc là sẽ mất trắng. Cho nên hiện nay là có nhờ có cái mô hình này thì lạc rất đẹp. Mô hình này mà triển khai trong vụ hè thu thì sẽ chắc chắn sẽ thắng lợi. Mô hình hoạt động theo hình thức đưa nước trực tiếp trên mặt đất đến vùng gốc cây trồng một cách liên tục, dễ dàng từng giọt nhờ các thiết bị đặc trưng là các vòi tạo giọt. Ưu điểm lớn nhất của công nghệ tưới nhỏ giọt là tiết kiệm nước. Do nước tưới được cấp trực tiếp cho cây trồng, không bị thất thoát do bốc hơi và thẩm sâu, nâng cao năng suất cây trồng. Việc đầu tư mô hình này chi phí ban đầu có cao, tuy nhiên sử dụng được trong nhiều năm nhờ hệ thống ống dẫn nước được chôn sâu dưới đất. Riêng ống tưới sau khi kết thúc mùa vụ sẽ được các hộ gia đình cất giữ. Sau khi kết thúc cái vụ hè thu, thì chúng tôi sẽ đánh giá rút kinh nghiệm và cũng tham mưu cho huyện trên các cái vùng đất màu mà ven sông Hiếu sẽ kéo đường điện và hỗ trợ cho bà con để tưới sản xuất lạc hai vụ. Hiện nay toàn huyện Cam Lộ có trên 1.000 hecta đất trồng lạc. Vì vậy, mô hình tưới tiết kiệm này đem lại hiệu quả cao cho các loài cây hoa màu như lạc, ngô sẽ là tín hiệu lạc quan để xã tiến tới nhân rộng diện tích theo hướng chuyên canh. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu có tính đột phá cho vùng khô hạn, thiếu nguồn nước sản xuất. Đồng thời là tiền đề nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng, tiến tới quy hoạch hình thành vùng sản xuất chuyên canh có giá trị cao, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.